Chị sắp có dưa hấu cho cả nhà rồi. Giỏi, mà áo bẩn quá, phải cầu cứu ông Bô thôi. Khoan, bột giặt sạch quá, không sợ tẩy nhiều. Không sợ anh tay hả bác? Ai Omo không tẩy không? Bột giặt Omo với công nghệ xoáy bẩn xanh, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mùi hôi, đảm bảo 0% chất tẩy. Chưa tin, mọi người nhìn cánh hoa này nha, ngâm trong Omo vẫn rất là tươi. Omo 0% chất tẩy, sạch bẩn, sạch mùi hôi.